Choáng váng với đường huyết bệnh nhân sau khi uống sữa tiểu đường mua trên mạng. Đường huyết người phụ nữ sau khi uống sữa tiểu đường mua trên mạng đã trở nên bất thường, khiến các bác sĩ choáng váng. Ngày 22 tháng 4, tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, đưa ra cảnh báo thực hư về vai trò của sữa trong điều trị bệnh tiểu đường đang rao tràn lan trên mạng xã hội. Gần đây có nhiều ca bệnh đang điều trị tại bệnh viện SIS Cần Thơ là nạn nhân của việc quảng cáo không kiểm chứng này. Trường hợp gần nhất cũng may mắn chưa nguy kịch tính mạng là chị A, quê ở miền Tây, đã được chẩn đoán và theo dõi điều trị tiểu đường trên 2 năm rất ổn tại SIS Cần Thơ. Từ mức đường huyết 200mg/trăm HbA1c11 xuống còn khoảng 100mg/trăm HbA1c về mức bình thường ở mức xấu như người không bị tiểu đường. Chị A đang yên ổn với liều thuốc rất đơn giản duy trì. Tuy nhiên, sau vài tháng tái khám nhìn kết quả thử máu, bác sĩ phải giật mình với mức đường vọt đỉnh 300mg/trăm HbA1c13. Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây tăng đường huyết đột biến thì mới biết trong mấy tháng qua, chị A nghe theo quảng cáo trên mạng rồi mua sữa ổn định đường huyết uống mỗi ngày. Nhìn chị mà đau xót nhưng cũng may là chưa nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ Cường chia sẻ. Theo bác sĩ Cường, thời gian qua đã có nhiều các y bác sĩ cảnh báo về những thông tin tai hại không kiểm chứng, không cơ sở khoa học tràn lan trên mạng xã hội Internet đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều bệnh nhân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.